Và ngày hôm nay em có thêm một con xe nữa, một con xe sang hạng D, một con xe VIP. Lúc mới của nó tương đối nhiều tiền, lên đến cả loanh quanh cả tỷ đồng các bác nhá. Và đây là một mẫu xe đẹp xuất sắc của bên em, mà bên em mới tuyển chọn đưa nó về xong. Vâng, và bây giờ thì qua mặt ở tại siêu thị ô tô Hải Dương rồi. Và ngày hôm nay em Mr. Trump sẽ review nó, giới thiệu cho toàn thể các bác xem về chiếc xe này. Một mẫu xe được nhập Nhật nội địa nguyên chiếc nhá, nhập nội địa luôn các bác ạ. Vâng, một mẫu xe phân khúc hạng D, chạy cực sướng luôn. Và với chiều dài của chiếc xe lên đến cả là 5m các bác nhá. Như em cũng đã nói là chiếc xe là một mẫu, nó là đẹp xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy, vừa đẹp lại còn vừa zin nữa. Thì ngày hôm nay em sẽ quay để mời toàn thể các bác xem. Đây, đây là phần nội thất bên trong chiếc xe, các bác thấy là với nội thất là màu kem chủ yếu đúng không ạ? Ghế da hoàn toàn là ghế da xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Các bác nhìn xem này. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đây chính là cần số tự động của chiếc xe. Các bác nhìn xem cần số đẹp chưa? Đây nhá, cần số đẹp chưa này. Đấy. Đây là phanh tay. Và các bác thấy phanh tay của xe cũng chưa bị mòn. Vô lăng cũng vậy, cũng chưa bị mòn các bác nhá. Chưa hề mòn luôn, các bác nhìn này. Đấy, chưa hề mòn. Tuy rằng thì chiếc xe này đời của nó không cao cho lắm, giá tiền của nó thì cũng tương đối là ít thôi. Đấy, ít như kiểu một chiếc xe Kia Morning số sàn thôi. Đấy, rẻ như là một chiếc xe Kia Morning số sàn mà các bác đã có thể mình sở hữu ngay một mẫu xe sang, xe VIP đến từ Nhật này rồi các bác nhá. Các bác nhìn xem, có ghế điện luôn này, có ghế điện đàng hoàng nhá các bác nhá. Đấy, gương kính điều chỉnh điện nhá, và các bác xem những nút bấm này chưa bị mòn vặn, đời cho nên là ở đây đấy ạ. Như em cũng đã nói là đời của nó là không cao, thế nhưng mà độ đẹp của nó thì có thể ngang với lại những chiếc xe đời cao hơn rất nhiều các bác nhá. Có thể là như kiểu những chiếc xe mà đời 2010 mấy luôn. Đấy, các bác thấy có gương kính điều chỉnh điện được làm toàn bộ ở đây. Đấy, và thậm chí những nút này nó còn chưa bị mòn mờ những cái ký hiệu. Các bác nhìn chữ auto nó vẫn còn đẹp nguyên, mới nguyên các bác nhìn này. Ok chưa ạ? Đấy, rồi có một số tính năng nhá. Đây, và đây, đấy, tăng giảm âm lượng, điều chỉnh bài hát, có ga tự động. Có ga tự động, không cần đặt chân ga các bác nhá, không cần đặt chân ga luôn. Đấy, có cửa sổ trời luôn và lỉ của xe các bác nhìn đây. Đấy, chân vẫn là chân lỉ zin nguyên bản các bác nhá. Thân gầm tôn vỏ của xe cực kỳ dày, cực kỳ chắc, cực kỳ dày và chắc các bác nhá. Đây là mẫu xe được mang tên là Honda Accord các bác nhá. Honda Accord. Đấy. Vâng, các bác nhìn xem, form dáng đẹp chưa? Form dáng và chất lượng của chiếc xe này thì không khác gì là một chiếc xe nhiều tiền. Một chiếc xe đến trị giá lên cả là vài trăm triệu đúng không ạ? Đẹp như là những chiếc xe vài trăm triệu luôn. Thế mà giá chỉ như một chiếc xe Kia Morning số sàn thôi. Đây, thế bây giờ mình chọn chiếc xe này chứ đi Morning số sàn làm gì đúng không ạ? Nhưng mà tất nhiên thì nhiều bác nếu mà mình chạy dịch vụ hay là mình không quen đi những dòng xe hai đầu thì mình chọn những chiếc xe một đầu là ok. Nhưng mà nếu bác nào đấy ạ, nhưng mà nếu bác nào mà chọn một chiếc xe gia đình mình chỉ đi lại thôi thì đi những mẫu xe này nó quá ok, tuyệt vời đây các bác này. Và các bác nhìn xem với nước sơn của xe đi. Các bác nhìn này, sơn zin của xe rất là nhiều và còn cực bóng luôn, các bác nhìn xem cực kỳ là bóng. Và đèn pha này, đèn pha zin nguyên bản theo xe nhá. Đấy, và vẫn còn rất là trong đây này các bác này. Lốp dày la răng đúc nguyên bản theo xe, có phanh đĩa, có phanh ABS đầy đủ nhá. Đấy, biển Hà Nội tên tư nhân, người trên Đống Đa Hà Nội dùng các bác nhá. Đấy, biển số cũng rất là đẹp và dễ nhớ đúng không ạ? Và đây chính là cái phần đầu của chiếc xe Honda Accord này. Như em cũng đã giới thiệu với bác là đây là một mẫu xe phân khúc hạng D, mẫu xe phân khúc hạng sang. Đấy, mẫu này ngày xưa đúng lúc mới đấy ạ, thì chỉ những người có tiền, có điều kiện mới có thể sở hữu và dùng mẫu xe này được, mới mua được mẫu xe này các bác nhá. Còn bây giờ đây thì quá rẻ rồi đúng không ạ? Đây các bác nhìn xem, em đang quay gần một chút về đầu xe, lá xe này. Đấy, cặp đèn pha của xe như mới đúng không ạ? Đấy, nhìn đây thôi mình cứ đánh giá được chất lượng của xe rồi đúng không ạ? Với độ zin còn rất là cao, nội thất zin này, keo chỉ zin này và máy số của xe vẫn còn zin nguyên các bác nhá. Quá tuyệt vời cho một chiếc xe mà các bác mình bỏ tiền ra không nhiều đúng không ạ? Đây chính là phần form một chiếc xe mà em đang quay giới thiệu tới toàn thể các bác. Bây giờ thì em sẽ quay tới phần phía đằng sau nhá. Đây, phía đằng sau xe đây. Đấy, với phần form, thiết kế đầu đuôi rồi phần mình, phần nội thất của xe thì các bác có thể nhìn thấy là không khác gì là một chiếc xe đời cao cả đúng không ạ? Thực sự quá đẹp về chất lượng, về hình thức. Đấy, xe rất đáng đồng tiền để cho toàn thể các bác mua. Và ở phía sau đây các bác thấy có những cái mắt cảm biến chống va chạm này đúng không ạ? Đấy, đèn trước đèn sau rất là mới. Đấy, nốt la răng các bác nhìn xem, la răng như kiểu là chiếc xe đời cao nó luôn đúng không ạ? Đấy, keo chỉ đây các bác này, phần
cánh cửa xe theo chỉ vẫn còn nguyên các bác nhá. Cam kết và đảm bảo bảo hành cho các bác là xe không lỗi tai nạn, đâm đụng, ngập nước, từ kích gì. Đấy, giấy tờ chuẩn chỉ. Đấy, máy số zin các bác nhá. Các bác yên tâm chưa? Đấy, những cái mà các bác không nhìn thấy bên em đảm bảo, cam kết cho các bác yên tâm nhá. Các bác mình cứ nhìn cho em cái hình thức của xe trước đi. Đấy, thấy ưng rồi gọi điện bên em để bàn bạc về giá cả các bác nhá, sẽ có khung giá tốt nhất để mình mua nhá. Rồi quay kỹ này. Các bác nhìn xem đây là phần mép cửa của chiếc xe. Các bác nhìn nhá, keo chỉ của nó này. Đấy, vẫn còn zin nguyên. Và lòng trong này các bác nhìn thấy là nó rất là sáng đúng không ạ? Nó không bị ố nha, nhiều con là phần lòng trong cái cửa này bị ố rồi. Con này các bác nhìn xem lòng trong chưa bị ố, những con vít đây vẫn còn rất là sáng đẹp các bác nhìn này. Đấy, và những phần gioăng cho đến những cái phần nhựa đây, những phần gioăng này và những cái đồ nhựa này các bác nhìn này. Đấy, tuyệt vời chưa ạ? Bác nào đang có tầm tiền loanh quanh trên 300 triệu đồng một ít, các bác mua chiếc xe này thì là quá tuyệt vời, mình mãn luôn. Đây, tiếp tục nha. Em giới thiệu tới toàn thể các bác mình. Tiếp tục đến cái vị trí này. Đấy. Chỗ này sơn vân gỗ rất là sang trọng này. Chỗ này bằng chất liệu da xịn cao cấp nguyên bản theo xe và không bị xấu kém gì hết đúng không ạ? Đây bằng da này. Ở trên đây cũng là da các bác nhá. Bằng chất liệu da hoàn toàn luôn đấy ạ. Đấy, do là xe sang cho nên là người ta sẽ thiết kế ở cái vị trí này có sự khác biệt. Đấy là có chốt cửa này. Và kính này là kính auto một chạm các bác nhá, chỉ cần bấm một chạm thôi thì kính sẽ động lên và tự động xuống các bác nhá. Đấy, hay chưa ạ? Cái này có loa nhá. Khung gầm vách sườn tôn vỏ tổng thể chiếc xe này là không bị mục mọt gì đâu các bác nhá. Đấy, không hề là bị mục mọt gì hết. Những phần móc khóa của xe rất là sáng đẹp, tem này vẫn còn nguyên. Đấy, chỗ này là các bác nhìn xem vẫn đen xi. Và những cái gioăng của xe là không hề rách mà không bị bạc, không bị ố nhá. Đấy. Cột kèo zin nhá, tất cả cái đinh bấm này vẫn còn nguyên hết, nguyên bản cả con luôn. Không bị mất đinh nào cả các bác nhá. Ghế da theo xe, các bác nhìn xem ghế da theo xe nhá. Nó chỉ hơi nhăn thôi, theo thời gian 5 tháng thì nó chỉ hơi nhăn như thế này thôi nhá. Đấy, nó chỉ hơi nhăn thôi các bác này. Bác nào muốn đẹp hơn về có thể bọc lại, hoặc có thể là mình cho một bộ áo lót ghế khác vào đây thì là chiếc xe nhìn nó sẽ chất hơn nhiều các bác nhá. Và tiếp tục, bây giờ thì em mời các bác mình đến xem cái phần khu vực táp đô của xe đi. Bằng chất liệu da đây các bác nhá, chứ không phải là bằng nhựa đâu. Da cao cấp theo xe luôn. Có túi khiên tàn ở đây luôn. Đấy, đây là cái vị trí báo cảm biến này. Cửa gió đây, cửa gió đây các bác nhá. Khóa gió đây. Cốp đây. Đấy, cốp đây các bác nhá. Đấy, chỗ này có một cái màn hình giải trí là nó là nguyên bản nhá. Cái màn hình này là màn hình báo một số thông tin các bác nhá. Và đây là hệ thống âm thanh cũng như là nút vặn điều chỉnh điều hòa. Các bác nhìn xem này. Tất cả những cái ký hiệu nút bấm ở đây chưa bị bạc mòn, và những nút vặn này cũng thế này, chưa bị bạc mòn các bác nhá. Đẹp chưa ạ? Quá đẹp luôn. Cửa gió đây, đây xin nhan đi thẳng các bác nhá. Và đây là chìa khóa. Chìa khóa này là chìa khóa zin nguyên theo xe. Và còn hai chìa khóa luôn nhá. Còn zin nguyên hai chìa khóa luôn các bác nhá. Vẫn còn giữ nguyên được hai chìa khóa thì có thấy là tuyệt vời chưa ạ? Đấy, bật ổ khóa cho các bác xem này. Đấy, và bên trong đây là một cái vị trí cốp nữa đây. Để chỗ này bẩn nhá các bác nhá. Cạo lên là sạch này. Đấy. Đây. Đây nữa. Và đây nữa. Rất nhiều cốp đồ luôn. Trong đây có cổng AUX nghe nhạc và cổng điện ra 12V các bác nhá. Đấy, cốp này thì hơi bụi một tí, mình lau là hết thôi các bác nhá. Lau là sạch ngay. Ở chỗ này có gương chống chói, đây là công tắc để mình bật đèn trần và cửa sổ trời các bác nhá. Đấy, tem này vẫn còn nguyên này các bác này, lý zin nhá. Đăng kiểm của xe tháng 1 năm 23 nhá. Đấy, vẫn còn dài. Túi khiên toàn được nằm ở đây nữa nhá. Đấy, và túi khiên toàn bên kia nữa. Rất nhiều túi khiên toàn luôn. Một mẫu xe nhập Nhật nguyên chiếc với động cơ của chiếc xe là máy 2.3 thì mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này là dưới 10 lít trên 100km các bác nhá. Đấy, dưới 10 lít. Đấy, bác xem cái phần nước sơn bên ngoài xe này đẹp chưa này. Ok chưa. Đấy, cái gân này, gân thẳng tắp nhá. Gân thẳng tắp kéo dài từ phần đầu xuống phần đuôi xe thẳng tắp luôn. Đấy, keo chỉ hoàn toàn là không bị mất một phân nào cả. Đây các bác nhìn xem, hoàn toàn là không mất một phân nào nhá. Bốn cánh cửa xe đẹp mới như nhau hết nhá. Màu kem, màu kem rất là sáng đúng không ạ? Đấy, vân gỗ này. Đấy, bấm chỉnh gương kính điện đây. Tay mở cửa đây các bác nhá. Đồng thành chiếc xe đây. Chỗ này là một cái tem nhưng mà nó hơi bị bẩn một tí, trong gian hơi bị bẩn một tí các bác nhá, bẩn ố. Đấy, ghế da thì nó là cả bộ theo xe rồi. Đây quay kỹ cho các bác xem đây. Tất nhiên sẽ không thiếu cái vị trí là tỉ tay và đựng nước đúng không ạ? Và đây nhá, có một cái
vị trí khóa nhá, để mình thông thương về khu vực phía sau cốp này. Đấy, có thể thông thương về phía sau được không nhá. Ở vị trí trên đây là sẽ có hai loa, tổng là 4 loa chính và đang có hai loa phụ cho mình nghe nhạc các bác nhá. Âm thanh nghe tuyệt vời. Đây, gioăng cửa đây. Gioăng cửa rất mới luôn. Review kỹ như vậy thì chắc hẳn là các bác mình có thể là cảm nhận được thấy chiếc xe này nó đẹp, nó chất như thế nào. Bác ở xa gần đều có thể mua được xe nhá. Em chuyển xe tận nhà, mang xe tận nơi cho các bác được, bất cứ đâu, bất cứ tỉnh nào. Và đây là phía sau xe, các bác thấy này. Đây, đuôi của xe đây. Rất là dài và rất là cao luôn ạ, các bác nhìn xem này. Với chiều cao của chiếc này nó cao hơn rất là nhiều một số xe nhá. Đấy, logo, tên của xe đầy đủ này, cảm biến đầy đủ này. Thiết kế với những cái đường gân, đường body nhìn rất là mạnh mẽ, khỏe khoắn đúng không ạ? Đèn đây các bác xem. Các bác mua mẫu này yên tâm dùng cả đời luôn, không phải suy nghĩ lo lắng gì nhá. Dòng này là cực bền và cực kỳ lành xe luôn, cực kỳ lành tính, tiết kiệm mọi cái khoản chi phí mà sau này các bác mình dùng các bác nhá. Chi phí về xăng cộ này, rồi chi phí bảo dưỡng, sửa chữa nó rất là rẻ luôn các bác nhá. Đồ đạc cũng cực nhiều, sẵn rẻ. Đấy là một cái ưu điểm trong cái dòng phân khúc xe sang. Đấy, xe sang, xe xịn mà nó vẫn cứ là lành và tiết kiệm, rất đáng mua đúng không ạ? Và đây tiếp tục mời toàn thể các bác xem, đấy là cái phần cánh cửa lửa của chiếc xe, các bác nhìn nhá. Đấy, chỗ này là em cũng đã quay sơ qua rồi, em mời các bác xem thêm đây, xem thêm nha các bác. Đây, gioăng này các bác nhìn này, gioăng mới chưa? Em đã nói là chiếc xe này nó là đẹp xuất sắc cơ mà, chứ không phải là đẹp bình thường các bác nhá. Dòng xe này đấy ạ, em phải mua nó là phải sạch xe đẹp, phải là xe chất em mới nhập về, mới mua về. Còn những chiếc xe mà kém xấu xấu thì em không nhập về đâu. Vì em biết là cái dòng xe này nó sẽ kén khách, và phải nói là những người sự am hiểu về nó thì mới mua đúng không ạ? Mà người am hiểu thường người ta hay thích xe đẹp đúng không ạ? Đây nhá, các bác nhìn xem những cái vị trí bên trong này các bác này. Đấy, chưa bị dính sơn ta nhá. Đây này, đắp lô đây. Điều hòa lóng lạnh đầy đủ các bác nhá, đầy đủ luôn. Đấy. Đấy, đây là cái phần đồng hồ của chiếc xe. Đấy, mà em thấy báo trên đây thì km của xe khá là ít đúng không ạ? Khá là ít luôn. Đấy, 8.9 vạn. Chỗ này là mở xăng và mở cabo, còn đây là mở cốp các bác nhá. Sàn thì bên em chưa vệ sinh kỹ cho nên là hơi bẩn tí xíu. Lốc đây các bác này. Đấy, đẹp chưa? Sơn xi bóng cả xe luôn. Con này đẹp về hình thức và có thể nói là tốt về chất lượng đúng không ạ? Rất đáng đồng tiền bát gạo để các bác mình mua sở hữu. Đây, tiếp tục đây nha các bác nhìn xem. Ok chưa? Chỗ này bẩn nhá, lau đi bằng tay lau cũng đã hết rồi này các bác này. Đấy, trực tiếp em lên Hà Nội em mua về luôn, mà rất ít khi em đi chính thức, em đi nhập nha các bác nhá, chính thức em đi nhập và xem con xe này về luôn chứ không phải là ai khác. Bình thường thì em toàn cho đội ngũ thợ nhà em đi thôi, mà con này chính thức là em đi luôn này. Và đây các bác nhìn nữa nhá, những cái vị trí này vẫn còn đen xì, nó chưa bị bạc mòn đúng không ạ? Đây, quá là ok cho một cái mẫu xe phân khúc hạng D đúng không ạ? Đây nhá, gioăng cửa 4 cánh, 4 gioăng cửa là gioăng khung, 4 vị trí nó có đẹp như nhau hết. Cột kèo zin nguyên, không mất một đinh các bác nhá. Nội thất rộng rãi vì chiều dài nó là 5m, mà chiều dài 5m mà, cho nên là ngồi sẽ không bị bí và vướng vật kích các bác nhá. Đây, ghế đây, tắt dây an toàn đây. Tuyệt vời đúng không ạ? Nó tuyệt vời cho một chiếc xe mà các bác mình bỏ ra số tiền không nhiều. Cửa đóng chắc lịch và rất là êm ái, nhẹ nhàng. Khung vỏ không một lỗi lầm gì các bác nhá. Không có cái lỗi va chạm đâm đụng đâu, cho nên là tôn vỏ nó vẫn còn nguyên vẹn, không bị lệch lạc móp méo hay là gồ ghề hay là mất form gì cả các bác nhá. Rất khít đều này các bác nhìn này. Cánh cửa và sốc trước sau rất khít đều. Đường gân được kéo từ phần dưới lên trên này các bác nhìn này. Thẳng tắp đúng không ạ? Kính bọc dán xung quanh toàn bộ rồi nhá.
và lẹp inox ở phần bên ngoài cũng đã được thiết kế có rồi. Đây, quay như này cho các bác xem nhá. Ok chưa? Đấy. Quá là mãn về tuyệt vời cho một chiếc xe mà các bác mình chuẩn bị sắp sửa được sở hữu nó. Rồi, em đã quay xong phần nội thất của xe. Và đây là chính cái phần gầm nhá. Các bác nhìn này, gầm trắng phau luôn này. Đấy, không có một cái hiện tượng gì xấu ở dưới gầm các bác nhá. Máy đẹp nhá. Dòng này nó sẽ có phiên bản là nhập đài nữa. Đấy. Con này của em là bản nhập Nhật, nên bao giờ nó cũng sẽ là ok hơn, tốt hơn, bền hơn, chắc hơn. Máy đẹp lắm. Đây, em có thể là mở máy để gửi tới toàn thể các bác xem động cơ khoang máy của chiếc xe này luôn. Cabo đây, các bác nhìn xem lý đẹp chưa? Những cái tem này của nó vẫn còn nguyên nha các bác. Đây, vẫn nguyên này. Đấy, keo chỉ thì zin rồi. Máy số thì zin rồi, máy số thì đại, chất cực ngon rồi. Bên em đã kiểm tra và test máy và số các bác nhá. Yên tâm về động cơ máy số của con xe này bên em. Máy số rất đẹp. Nó êm ru các bác nhá. Máy zin. Và như vậy thì phần khoang máy đã xong. Bây giờ tiến hành mời các bác mình xem nốt sang bên đây. Khung sườn tôn vỏ của chiếc xe này nó thực sự này. Rất em rất là kết luôn. Bởi vì nó rất là dày, rất là cứng các bác nhá. Vừa dày lại vừa cứng. Và đây là khung sườn tôn vỏ của xe mà em đang quay cho các bác mình xem đây. Đẹp căng mọng luôn đúng không ạ? Bốn la răng của xe thì mới đều như nhau các bác nhá. Và gầm của xe tiếp theo đây, em mời các bác xem nốt này. Đấy, hai bên luôn các bác nhá. Như vậy cũng khá là kỹ về mẫu xe Honda Accord rồi. Các bác nhanh tay gọi điện để chốt ra đẹp cho mẫu xe này. À, em chưa nói đời đúng không ạ? Con này đời 2007 và đăng ký là đầu năm 2008. Đấy, số tự động nhập Nhật nguyên chiếc các bác nhá. Nhập Nhật nguyên con luôn, nội địa ở Nhật Bản luôn các bác nhá. Đấy. Mẫu xe phân khúc D, nó có thể so sánh ngang tầm với một số những mẫu xe như là Camry, Mazda 6 hay là Sonata hay là Tiana, nhưng mà mẫu này thì nó sẽ là cao cấp hơn các bác nhá, cao cấp hơn một chút so với một số những mẫu xe như là Tiana. Quá hợp lý cho một cái mẫu xe mà số tiền các bác mình bỏ ra không nhiều. Hãy nhanh tay nhấc máy gọi điện trực tiếp cho bên em theo ba số hotline 0938586307 hoặc 0389000555 hoặc 0335838389 và địa chỉ ở tại 90.2 Trường Chinh, Tân Bình, thành phố Hải Dương các bác nhé. Đối diện 225 Trường Chinh. Bên em thì có mua bán và trao đổi ký gửi các loại, hỗ trợ trả góp cho những mẫu xe đời cao. Đấy, giao xe toàn quốc các bác nhé. Đấy, ship và chuyển xe, giao xe toàn quốc cho các bác. Hỗ trợ sang tên đổi biển cho các bác mình khắp nơi trên mọi miền. Nếu bác nào mà ở quanh khu vực Hà Nội có thể để nguyên cái biển Hà Nội này, mình làm giấy tờ mua bán công chứng là đi được rồi, không cần phải sang tên làm gì đó tốn tiền đúng không ạ? Có đổi xe nha các bác nhá, và thu mua lại tất cả dòng xe ô tô cũ đã qua dùng. Các bác mình có xe gì cứ mang đến em mua lại cho họ giá hợp lý luôn. Và bác nào mà muốn xem thêm những video, muốn biết thêm những chiếc xe mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày hàng giờ hàng tháng, hãy đăng ký kênh YouTube và nhấn theo dõi trang, nhấn like ở trên trang Facebook fanpage để xem thêm video mới nhất của bên em đăng lên theo hàng ngày hàng giờ hàng tháng các bác nhá, rất nhiều video luôn. Bác nào rảnh tay nhấn cho em xin những lần like và những lần chia sẻ nữa, cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều luôn. Cảm ơn các đã nhấn like ủng hộ em và đã xem video này. Vâng, để biết thông tin mọi thứ, mọi chi tiết, các bác mình cứ nhiệt tình alo nhá, kết nối Zalo nữa. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều nhá.